Như vậy, theo như dự báo, thì đêm nay, mùng 5 tháng 8, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giải rác có rông. Vì vậy mà nguy cơ lũ, lũ quét hay sạt lở đất đang được cảnh báo ở các địa phương này. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, lưu lượng đến Hồ Sơn La là 6.760 m3 trên một giây. Mực nước trên sông chảy tại Bảo Yên, Lào Cai đang lên nhanh, dưới báo động 2 là 0,35 m. Dự báo sáng mai, mùng 6 tháng 8, lưu lượng đến hồ Sơn La sẽ giảm chậm, có khả năng ở mức là 4.600 m3 trên một giây. Mực nước trên sông chảy tiếp tục tăng nhanh và trên báo động 2 là 0,5 m. Bên cạnh đó, trên thượng lưu sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 m, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở các vùng núi phía Bắc. Đặc biệt tại các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình hay Lào Cai và Yên Bái.